thôi. Lần đầu tiên thấy này. Chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt ở tại đập thủy điện Hồ Trị An. Hôm nay thì Hồ Trị An xả tràn xả lũ đợt 2 nha cả nhà. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2023. Đợt đầu thì xả một cửa nhé mọi người. Xả một cửa mà xả được 14 ngày. Không biết đợt này xả mấy cửa đây. Bây giờ tầm 5 phút nữa là họ xả rồi. Người ta đang chuẩn bị trên kia nhé. Đó. À, lắm lắm xa. À rồi. Ồ. Lần đầu tiên thấy này. Tám cửa. Có khi nào 5 năm mới xả hết 8 cửa không anh? Có. Có 5 6 8 cửa. Tám cửa không biết gì. Tám mà cửa, 8 cửa đứng đây là được quạt. Nó xả hỉ vậy thôi hả? Ở dưới kia chắc còn được luôn kìa. Chai thì tiền luôn á, nó được cái chuỗi luôn.
tẩy lắm. Bố má tông rắn rối luôn. Thank you.